bí ẩn trong đêm. Dù bao nhiêu học giả, bao triết lý uyên thâm, sánh đâu bằng sự thật, có Chúa ngự thiên đường. Chúa đã cho tôi thấy linh hồn xưa đêm trường, họ nhẹ nhàng thanh thoát, vóc dáng như người thường. Họ mặc quần áo trắng, vẫn gái trai sắc dân, nhưng hồn khí rất mạnh, ta chẳng thể cựa mình. Linh hồn không sáng tỏa, cũng tiếng nói loài người, họ về khi đêm đến, nơi chốn cũ người thân. Raphael thiên thần bé nhỏ, viếng thăm tôi một lần, vâng lời Thiên Chúa phán, đến đón rước về trời. Những thiên thần xinh đẹp, hình dáng tựa người thôi, da hồng hào bụ bẫm, mà sức mạnh tuyệt vời. Tôi thấy mình bay bổng trong tay các thiên thần, liền giật mình hốt hoảng, đêm ấy giữa khoảng không. Để tạm biệt khoan đã, gia đình người thân quen, hạn cho 3 năm nữa, rồi thả tôi về giường. Và chính Chúa hiển hiện trên tường nơi tôi nằm, với hào quang tỏa chiếu, thần khí Chúa bao trùm. Chỉ mặt Ngài người sáng, ánh mắt cùng nụ cười, người tỏa trong đêm tối, tôi chẳng nói nên lời. Chúa là đấng sáng tạo, vũ trụ cùng muôn loài, xác thịt, hồn thần khí, vóc dáng đều giống nhau. Linh hồn cũng hiện diện, nhưng không tỏa hào quang, thánh thần Thiên Chúa ngự, tỏa ánh sáng huy hoàng. Linh hồn chỉ sống lại nhờ Thiên Chúa quyền năng, chỉ Chúa ban mầu nhiệm, linh hồn mới siêu thăng. Ngựa bay giữa trần thế, linh hồn Chúa thánh thần, mắt thường chẳng thấy được, ai thấy được đặc ân. Thế gian đầy bí ẩn, mấy ai đã tận tường, linh hồn thiên thần Chúa, mấy ai đã được nhìn. Những điều trên sự thật, ai tin thì được ơn, sẽ có ngày tường tận, được đổi mới tâm hồn. Thế gian đầy bí ẩn, mấy ai đã tận tường, linh hồn thiên thần Chúa, mấy ai đã được nhìn. Những điều trên sự thật, ai tin thì được ơn, sẽ có ngày tường tận, được đổi mới tâm hồn.